Xin chào các bạn, lại là Dương. Ok. Mình đã quay trở lại và đây là một cái sân bay. Đúng rồi, mình sắp chuẩn bị vào thành phố Hồ Chí Minh để thi đấu cái giải lần này. Và là một vận động viên thì các bạn biết mình sẽ làm gì ở sân bay không? Pha casein bữa cuối bởi vì đến giờ ăn rồi. À, đây, mình đã buôn lậu được hai cái hộp EAA của Ostrovit nhưng mà bên trong là đựng whey. Tuyệt. Bây giờ có sẵn cân với bình với lọ rồi. Bây giờ mình chỉ cần đo ra 30 gram. Ok, hy vọng các chú hải quan không bắt mình. Và giờ thì uống thôi. Yeah, boy. Hey! Hello! 2 hours later. Chết rồi. Mọi người đến báo công an nhé. Không công an thì các mình không đi thi được. Không. Nước ngoài mà. Điều lớn bắt tay. Bruh. Mọi biết mình là ai. Let's go. Chào các bạn, ở đây là chuyên mục nấu ăn cùng nhân viên bếp của Small Food. Mình là Long. Mình đang làm gà cho mình, anh Đại và Huy. Đầu tiên thì mình sẽ lọc miếng gà ra, tí nó dám ăn cho ngon. Bận cân hay cân rau ấy? Chết rồi, fail rồi. Ui, nó sao nó mỏng vậy? Đây rồi, này mới là đúng chứ. Phi lê, đây gọi là phi lê gà. Còn nhân vật khách mời của mình trong ngày hôm nay là anh Giang đang luộc rau. Ông giờ mượn cân này cân rau quá. Không. Bỏ đi bỏ nào. Đảm bảo là không có một con vi khuẩn nào có thể bỏ vào ở trong miếng gà này.
nên các bạn hãy yên tâm về đến trải nghiệm đồ ăn tầm 1 phút của chính mình là rất sự khác. Sẽ là uống số lưu 15 lưu bữa ba cái nắp này. Mắm không đường nhé, phải lá chai này nhé mọi người. Đấy, ở đây thì thành phần bao gồm cá cơm, muối tinh khiết, thậm chí ở đây có giảm lượng muối luôn, không quá mặn. Và đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày của mình là 2 trứng, 200g gà và 200g rau. Let's go. Ok, thì mình và Gia là hai vận động viên sẽ thi vào cuối tuần chủ nhật, và các anh em sẽ thi vào ngày kia. Vậy nên thì lịch của mình và Gia nó sẽ khác một chút. Nên giai đoạn này thì các anh em đang nút rút thì anh em hai thằng là tốt nặng khỏe. Thì bây giờ mình một là sẽ đi kiếm cái phòng tập nào đấy cho mấy thanh niên vào ngày mai để chương trình của các anh em. Thứ hai là chúng ta sẽ đi chợ để mua một số hoa quả chuẩn bị cho cá bắp. Và thứ ba là mua cán cờ smoothie. Ngày mai thì mình sẽ cân, nhưng mà trước đấy thì bây giờ chúng ta sẽ phải đi chợ để mua một số đồ dùng cho anh em cá bắp trước để ngày thi cho ngày hệ B. Giờ thì đi thôi. Sau đấy là cảm thấy tập chưa đủ lắm nên là quyết định đi cardio tiếp. Bây giờ ở đây có gần đây có một cái chợ, chúng ta đấy cardio một lần. Các bạn. Các bạn đã xem cái clip mà cách đây vài phút là mình nói là anh em mình đi bộ để mua một số hoa quả làm sinh tố. Sau đó thì đi vào chợ thì không tìm được bơ, nên bây giờ lại phải ngược lại đi ra ngoài và tiếp tục đi tiếp cho đến khi mà tìm được bơ. Và đến khi nào tìm được bơ thì mình không biết.
nhiều quá rồi đấy. Mà tôi có bao 9 cân này nhiều quá rồi. Đó là 14 quả dài với cả 2 quả con. Đéo sôi cay quá. Đứng xào rau 20 phút rồi mà rau vẫn không có tiến triển gì hơn. Nhai đi. Nhìn luôn. Ui, để tí bầy nhiều vậy. Nhiều vậy. Dạ, tôi chỉ là thực ra là cũng không cần nhất thiết phải đi ngủ sớm quá như thế này đâu, nhưng mà đến ngày thi ấy, mọi người báo bình thường năm ngoái thì mình dẫn đoàn đi thi lúc bắt đầu vào lúc 1 giờ trưa, thế nên là chúng ta sẽ có nhiều thời gian để cáp up vào buổi sáng hơn. Nhưng mà lần này cái timeline nó đẩy lên khoảng tầm 3-4 tiếng, vậy nên thì có thể là giữa đêm mọi người sẽ phải dậy để cáp up làm sao cho cơ thể được hoàn mật phồng nhất, và còn đến 2 ngày nữa, vậy nên thì mình bắt mọi người là bắt đầu vào cái guồng cho nó đúng với cái guồng của ngày thi, để làm sao đến ngày thi mà cơ thể có được trạng thái bình ổn nhất cho việc là phải dậy giữa đêm chẳng hạn. Rồi, còn giờ thì hẹn các bạn ngày mai xem chú ý đủ cân không nhá. Bye bye.